mua ít quả à, chưa cập nhật hẳn anh em, hay chưa xong nhà tổ. Mua 10 quả nữa, hai kim ba. Khá đầu tư 10 quả này, khá cho anh đường môn ăn thử được không? Nếu mà đường môn ăn được, hãy mua cho đường môn ăn luôn. Tí nữa. Đầu tư đường môn ăn quả. Đó là giờ đang được cầm sói nè, chứ cầm đường môn sói là chết ngay. Coi thử nó ăn được không nè. Nếu mà ăn được quả, đầu tư quả cho nó luôn. Nếu mà ăn được môn ăn được quả nha, đầu tư quả luôn. Ui ngon. Ngon. Rồi, để giật tiếp. Ngon, tính ra anh ngon. Mua tiếp 10 quả nữa, canh tiếp. Ngày mai thì sẽ mua 10 quả cho ạch chính, 10 quả ạch này nữa. Mỗi con sẽ có 30 quả. À, tí là nhiệm vụ ẩn nữa, tí là nhiệm vụ ẩn nữa. Cho anh em xem. Ai, ok. Điểm quá trời. Đây qua ngày sau cắn thêm một cái nữa. Mua thêm 10 quả rồi đợi dành em ơi. Đưa cho nó trăm xu. Tiếp tục 2 kiếm 3 tiếp. Ừ, hai đang định mua bao tay nè. Bao tay đó 3 kim ấy, 2 kim rưỡi. Nuốt chưa được. Qua ngày mai nuốt nè. Đó. Hôm nay nuốt đủ 20 quả rồi. Qua ngày mai đầu tháng sẽ nuốt được 10 quả nữa. Rồi qua ngày mai nuốt. Hỏi kim này đã bán mua bao tay luôn. Hết rừng kim rồi. Sáng được sáng mua 20 mấy kim hết rồi. Mua cái bóng này nó hết kim rồi. Theo hướng dẫn thì khẳng để làm trên kênh rồi.
video hướng dẫn tham gia làm trên kênh này. Làm nhiệm vụ một tí thôi nè, được 5 điểm tiềm năng. Đây, anh em có thể làm theo Khải. Anh em nào chưa làm thì có thể làm theo Khải ngay bây giờ cũng được nha. Ừ, ạc này tống kim sơ cấp nhà Tú rồi. Ảc Khải đồ thiệt tầm này quá chứng luôn nè. Xét đồ ạc hết này hết 30 kim rồi, hết 2 triệu mấy. Đó, kết nhận nhiệm vụ. Video hướng dẫn Khải đã làm trên kênh rồi nha anh em. Chạy qua cái bà này là bà mẹ nè. Tôn gia tao tự khắp thang. Cái này làm tống kim sơ cấp. Rồi ok, nó quay lại. Hàng hái để cứu người, ok. Sau khi nhận xong thì vào cái động cổ dương động. Nhanh thôi nè, chưa đầy 5 phút mà có 5 điểm tiềm năng. 5 điểm tiềm năng là tính ra bằng 1 cấp rồi nè, biết đâu. Đồ này bao đẹp rồi. Đây đây, 120 lâm chậm với lại 63 thân pháp nè. 120 lâm chậm. Nói chung là video này thì Khải cho anh em xem nhanh thôi, còn Khải sẽ up lại trên kênh một cái video cụ thể cho anh em xem. Đó, nói đơn gọn, đơn giản cho anh em nghe đó là 120 lâm chậm với lại 63 thân pháp, 17, 64 chứ, cộng được 64 điểm thân pháp vào ạ. Sớm 14 điểm thân pháp mà tính ra bằng 13 cuốn tay thì kinh nữa nè. Thầy dù là cái gì khó nè.